Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 20 tháng 2 năm 2022, cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh tiếp tục cập nhật các cái thông tin mới nhất về hoành phi câu đối hay là cuốn thư câu đối. Thì trong video clip ngày hôm nay, chúng tôi cập nhật một đơn hàng tới từ gia đình anh Nam. Anh đang sinh sống tại Linh Đàm, Hà Nội. Đây là mẫu cuốn thư câu đối dành cho chung cư. Gia đình cũng đặt mẫu rất là đơn giản thôi. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái thông số cũng như đường nét chi tiết của bộ cuốn thư làm trên nền chất liệu gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Gia đình anh cũng theo dõi rất nhiều các video clip và đặt với các cái chất liệu gỗ tốt nhất hiện nay. Đó là chất liệu gỗ gõ đỏ Nam Phi. Thì ở đây bức cuốn thư có chiều dài là 1m53, chiều cao là 67cm. Chiều cao đến hết hình tượng bút và kiếm là 67, còn cao hết cái phần là chữ công là 61. Thì 67 nó thuộc cung đăng khoa trong thước tài lộc, số đỏ, số đẹp, phong thủy. 61 thuộc cung tài lộc. Và phía dưới 3 chữ Hán Nôm Đức Lưu Quang. Đó là hai chú chim Phượng Hoàng đang vươn mình về hai phía. Và các cái cánh thì được trộm vào giữa bức cuốn thư rất là đẹp. Ý nghĩa của ba chữ Hán Nôm Đức Lưu Quang, đó là đức độ tỏa sáng lưu truyền về sau này cho con cháu. Và mẫu cuốn thư này đã được lược bỏ các cái phần diềm so với bức cuốn thư Long Hóa Mai hay là Phượng Hoàng. Đã được lược bỏ các cái phần diềm, còn giữ nguyên phần bên trong của bức cuốn thư. Ba chữ Hán Nôm Đức Lưu Quang có phụ đề tiếng Việt. Và hình tượng bút kiếm là tượng trưng cho sức mạnh của tri thức và để xua đuổi tà khí khi chúng ta thờ cúng. Hình tượng bút và kiếm được khắc họa trên hình tượng bức cuốn thư và được làm trên nền chất liệu gỗ gõ đỏ. Chiều dày là 4cm, chiều dài 1m53. Bức cuốn thư này được thiết kế thu nhỏ, phù hợp với cái không gian thờ, đó là tại các cái chung cư. Quý khách hàng thờ gia tiên, chúng ta cũng có thể thờ mẫu này, hoặc làm kích thước lớn hơn một chút, 1m75 hoặc 1m97. Và về câu đối này là câu đối rơi rơi và lãng hoa. Phần diềm tứ quý, tứ quý bốn mùa, đó là tùng cúc trúc mai ở phần diềm. Và câu đối có khắc các cái chữ Hán Nôm, đều có phụ đề tiếng Việt. Đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh và tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Và ý nghĩa của bộ câu đối này cơ sở cũng đã giới thiệu rất nhiều trong các video clip. Đó là tổ tiên có nhiều công đức, mong cho muôn đời thịnh vượng và con cháu thảo hiền thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Câu đối dày 4cm, rộng 28 và dài 1m97. Đều thuộc cung số tốt, số đẹp. 1m97 thuộc cung đỗ đạt tài vượng. Quý khách hàng nào có nhu cầu làm hoành phi câu đối hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh qua hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684.